Giá lợn hơi có dấu hiệu tăng liên tục không ngừng nghỉ. Hôm nay ngày 21 tháng 7, giá lợn hơi ghi nhận tiếp tục tăng 1.000 đến 5.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi đang được thu mua trong khoảng 64.000 đến 75.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh miền Nam, giá lợn hơi ghi nhận khoảng 65.000 đồng đến 70.000 đồng 1 kg, tăng mạnh từ 1.000 đồng đến 6.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên đi lên tại một số địa phương. Trong đó, Thừa Thiên Huế tăng 2.000 đồng 1 kg, 3 tỉnh, Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hòa hiện thu mua tại mốc thấp nhất ở khu vực là 64.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi khu vực phía Bắc không có nhiều biến động so với hôm qua. Phần lớn các địa phương trong khu vực tiếp tục duy trì mức giao dịch quanh mức cao 72.000 đồng 1 kg. Một số doanh nghiệp chăn nuôi, lý giải, giá lợn hơi tăng do yếu tố nguyên liệu đầu vào. Còn giá bán lẻ trên thị trường tăng còn thêm lý do là do giá xăng vẫn ở mức cao chi phí vận chuyển tăng cao